Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra ví Ghost Wallet trên điện thoại di động nha. Để mà phục vụ cho việc chúng ta giao dịch hoặc là nhận được đồng gold nha, vàng nha các bạn. Rồi. Để tạo được cái ví Ghost Wallet này á, thì các bạn đầu tiên các bạn vào nếu các bạn sử dụng Android thì các bạn vào Search Lite nha. Nếu các bạn dùng iOS thì các bạn vào Store nha. Các bạn bấm vào CH Play sau đó các bạn gõ vào Trust Wallet cho mình nha. Các bạn làm như mình nè. Có Trust Wallet mình ha. Bấm vào. Rồi. Như vậy các bạn thấy nó hiện ra không? Nó có cái hình đầu tiên á, cái trust á, rồi các bạn bấm vào cài đặt cho mình nha. Nó đang tải xuống nha các bạn, chờ một xíu. Rồi sau khi nó cài đặt và kiểm tra ha, rồi nó an toàn là các bạn bấm ok cho mình nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tạo với nha, khi cài được rồi các bạn muốn mở rồi các bạn bấm vào tạo ví mới cho mình nha. Rồi tiếp theo là các bạn bấm vào tôi đã đọc và chấp nhận điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật ha, tích vào đây tích vào đây, tích điện thoại các bạn và cho các bạn bấm tiếp tục. Rồi các bạn tiếp tục sao lưu ví của bạn ngay bây giờ. Các bạn bấm vào cái tính này, tôi đã hiểu ha, tôi hiểu rằng nếu tôi mất cụm từ khôi phục tôi sẽ không thể truy cập vào ví của mình. Rồi. Rồi, các bạn bấm vào cái check rồi đó ha, sau đó bấm tiếp tục cho mình. Rồi, rồi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy nó sẽ có rồi. Rồi các bạn nó sẽ ra 12 cái dòng nha. Rồi các bạn nhớ là cụm từ là phục hồi viết của bạn, cho nên là các bạn đừng có cho ai biết cái 12 cái từ này nha. Rồi sẽ là đó các bạn bấm sao chép nha. Rồi. Các bạn bấm sao chép, sau đó các bạn của mình thì cho trên màn hình nó che mất tiêu cho các bạn, mình không có che đâu nha. Rồi, nó bấm sao chép, sau đó các bạn bấm email ha, bạn bấm vào email cái gì đó các bạn lưu lại. Đó. Nó tùy các bạn thôi. Rồi. Cụm từ đó gì đó ha, là các bạn gửi gửi email gì đó các bạn lưu lại ha. Thì mình đem lưu bằng qua cái email của mình ha, rồi sau đó là bấm gửi đi đó. Rồi khi các bạn lưu rồi đó, hoặc là các bạn bấm hiển thị QR cũng được nha. Đó, hiển thị QR rồi các bạn chụp cái hình này lại ha, các bạn lưu lại cũng được. Đây là có hộp quý nha, cái này là mình nghĩ là nên chụp lại nha. Rồi, để mình chụp lại. Rồi mình cũng nó không cho chụp mà các bạn, họ mình không cho chụp nhưng mà mình sẽ chia sẻ qua email luôn ha, để mình lưu lại. Rồi mình chia sẻ qua email luôn. Nó cũng y vậy các bạn ơi, một cái thôi. Rồi trở lại cái ví bằng bằng đồng nha các bạn. Đó.
lại đi. Sau đó thì các bạn bấm tiếp tục cho mình nha. Sau khi mà lưu hay là sao chép lại cái cụm từ rồi, các bạn bấm tiếp tục cho mình. Tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn đã bấm sao chép rồi, các bạn bấm nó sẽ ra là xác minh các cụm từ khôi phục ha. Các bạn bấm đè vô ha. Các bạn đánh vô nha. Các bạn đánh không được thì các bạn nhớ xem lại cái nãy đó là cái từng cụm từ đó, là cái nào là số 1 ha. Cái nào là số 2, số 3, các bạn đúng thứ tự nha để mà tiếp mới làm xong được. Rồi. Rồi tạm thời mình ngưng để mình đánh đi nha. Các bạn nhớ đánh nha. Có nghĩa là các bạn coi dãy số này là 1 tới 12 thì cái đầu tiên các bạn bấm cái số nào thì các bạn phải đúng thứ tự nha. Thì mới được. Và đúng tự thì mới tiếp tục được, còn cái điện thoại của mình bây giờ nó che lại, tự nó che mất cái này không thấy được nha các bạn, nó bảo mật đến mức độ đó. Mình cũng phải chịu ra ha. Rồi tạm nhiên mình bấm vô rồi tiếp tục nha. Rồi sau khi mà các bạn bấm đúng cái vị trí rồi á thì nó hiện ra cái dòng màu xanh nhỏ nhỏ dưới là làm rất tốt cho các bạn, sau đó các bạn bấm làm xong rồi, bấm làm xong cho mình. Đó, nó ra như này là ví của bạn đã được nhập thành công, đã xong rồi, các bạn bấm làm xong cho mình. Rồi. Rồi nó ra cái thông báo như thế này thì sao các bạn các thông báo này hãy cập nhật cho phép nhận các thông báo cho các giao dịch đến và đi và bấm kích hoạt cho mình. Rồi. Rồi. Các bạn thấy là hiện cái ví mình tạo xong này có những đồng tiền cơ bản như là Ethereum, Bitcoin, BNB nha. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể là ép được cái đồng gold để chúng ta nhận vàng? Thì chúng ta bấm vào dấu cộng nha. Các bạn bấm vào dấu cộng nha. Dấu cộng ha. Rồi, các bạn bấm search ha, bấm gold. Nè các bạn search cho mình nha. Gold nè. Đó. Rồi. Đó. Rồi các bạn kiếm ha. Rồi. Rồi. Các bạn gõ từ gâu ha, các bạn hay chữ ít đi cho mình. Đó. Chữ ít đi cho mình nha. Chữ ít đi cho mình. Đó. Hay các bạn nói là vào gâu ít ha, gâu ít ha, các bạn bấm kéo ra. Rồi. Đã thêm giờ đó các bạn. À, các bạn thấy cái đồng tiền gold này không? Là các bạn bấm vào nó ha. Rồi các bạn bấm nhận nha. Nhận nè. Đó. Rồi, các bạn hãy bấm sao chép nè. Các bạn sẽ có ví nha. Được không? Rồi các bạn rồi, các bạn bấm sao chép thì các bạn sẽ có cái ví nhận ha. Rồi, rồi các bạn đem cái ví này á vô cái chỗ gold hồi nãy các bạn nhận á cũng được nữa. Rồi ha. Rồi các bạn đem cái đó, các bạn đem dán vào Telegram nha. Hồi nãy á. Rồi, thì bài hướng dẫn của mình tạo ví trade quế đến đây là hết. Rồi mong các bạn ủng hộ giúp mình nha. Rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ bấm nút like và share video nha các bạn. Xin chào và